luyện viên Hải Phòng trách học trò mất tập trung khi thua Nam Định. Theo ông Chu Đình Nghiêm, vì mất tập trung và thủng lưới sớm, Hải Phòng bị bể kế hoạch dẫn đến thua Nam Định 1-3 tại vòng 9 V-League ngày 17 tháng 2. Đây là trận đấu tệ nhất của Hải Phòng. Việc thủng lưới quá sớm khiến chúng tôi gặp khó khăn, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói với vẻ thất vọng sau trận thua trên sân nhà Lạch Tray. Tiếp đội đầu bảng Nam Định, ông Nghiêm kéo tiền đạo Joseph Bang về đá cặp trung vệ cùng Đặng Văn Tới để tăng chất thép cho hàng thủ. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà sụp đổ ngay trong hiệp 1. Họ không theo kịp. Để Trần Văn Đạt thoát xuống dứt điểm chéo góc mở tỷ số ngay phút thứ 5. Tới phút 15, Văn Tới phạm lỗi với Rafaelen trong vòng cấm để Henrio đá phạt 11m nhân đôi cách biệt. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng chủ sân Lạch Tray còn phải nhận bàn thua thứ 3 khi các hậu vệ để Rafaelen hất bóng, cho Khắc Ngọc thoát xuống hạ Đình Triệu bằng một cú bấm bóng qua đầu đẹp mắt. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đưa Mạnh Hùng vào đá trung vệ, để mang trở lại đá trên hàng công cùng Lưu Cao. Hải Phòng kiểm soát bóng tốt hơn, tổ chức được các pha hãm thành, nhưng chỉ có thể ghi một bàn và thua 1-3. Hàng thủ mất tập trung trong ít phút đầu, và để thủng lưới quá đơn giản. Sau đó chúng tôi không tận dụng được cơ hội và thua tiếp. Hiệp 2, đội chơi tốt hơn, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói thêm. Chuyện thua 1 hay 3 quả là bình thường. Thua là thua. Chúng tôi phải sốc lại tinh thần chuẩn bị cho trận tiếp theo. Hải Phòng hiện đứng thứ 9 với 11 điểm. Họ còn có thể rơi sâu hơn khi các đội phía sau là Hà Nội hay Sông Lam Nghệ An có kết quả tốt trong các trận đấu chiều nay ngày 18 tháng 2. Nam Định trong khi đó tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu. Đội bóng Thành Nam có 22 điểm, hơi đội thứ 2 là Bình Dương 5 điểm. Đây là một trận đấu hay, cống hiến với nhiều bàn thắng. Chúng tôi may mắn hơn nên thắng trận. Đá với Hải Phòng luôn rất khó khăn, họ là đội mạnh, phối hợp nhóm tốt. Trận này, chúng tôi thắng tận dụng cơ hội tốt hơn, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chia sẻ sau trận thắng trên sân Lạch Tray. Nam Định đẩy cao đội hình, vây ráp và tranh chấp quyết liệt ngay trên phần sân đối phương. Họ tấn công dồn dập, giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1. Nói về lối chơi này, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho hay, ngay từ đầu giải tôi đã xây dựng lối chơi với tinh thần tấn công. Trong tập luyện hay thi đấu các cầu thủ đều chơi như vậy và thấm nhuần tư tưởng ấy. Nam Định là đội có hàng công tốt nhất giải với 24 lần xé lưới đối phương sau 9 trận, nhiều hơn đơn đội đứng thứ 2 ở chỉ số này, Bình Định, tới 8 bàn. Lối chơi tấn công của Nam Định giúp họ nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Hơn 2.000 cổ động viên Thành Nam hành quân tới Lạch Tray bằng ô tô, tiếp lửa cho đội nhà. Cổ động viên là vũ khí của chúng tôi. Người hâm mộ luôn tới sân rất đông cổ vũ đội dù sân nhà hay sân khách. Chúng tôi thực sự cảm kích và biết ơn, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tri ân người hâm mộ. Ở vòng 10, Nam Định làm khách của Bình Định ngày 24 tháng 2. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết trận đó, Nguyễn Văn Toàn và Trần Văn Kiên, bộ đôi chấn thương và vắng mặt khi làm khách của Hải Phòng, sẽ trở lại để tăng thêm sức mạnh cho đội đầu bảng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.